Ngày hôm nay, khối không khí lạnh tiếp tục chi phối khu vực Bắc Bộ. Mưa nhỏ rải rác vẫn xuất hiện tại các tỉnh vùng núi và Trung Du, khu vực đồng bằng trời rét. Độ ẩm cao, trời nhiều mây duy trì trong cả ngày hôm nay, thời tiết âm u gây cảm giác khó chịu cho nhiều người. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với hoạt động của rãnh gió Tây trên cao, nên ở các tỉnh Bắc Bộ từ chiều mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Độ ẩm tăng cao nên nhiệt độ tiếp tục giảm xuống từ 1 đến 2 độ so với hôm nay. Đáng lưu ý, khu vực vùng núi các tỉnh phía Bắc cần chú ý đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Không chỉ gây thời tiết xấu trên đất liền, không khí lạnh tăng cường làm gió mùa Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 7, cấp 8 ở vịnh Bắc Bộ, biển động. Tầm nhìn xa cũng hạn chế nên tàu thuyền hoạt động ở khu vực này cần chú ý đề phòng. Nền nhiệt độ tiếp tục giảm thấp, vùng núi rét đậm, rét hại khá sâu nên bà con nông dân cần tích cực phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm. Không thả rông đàn gia súc trên núi đồi khi nhiệt độ dưới 13 độ và phải có lán trại để nhốt. Đồng thời tăng khẩu phần ăn cho vật nuôi, bổ sung thêm các chất vi khoáng, tiêm phòng đầy đủ dịch bệnh mùa đông cho vật nuôi các loại.